Trưởng đây. Wow, bây giờ game cập nhật thêm đồ live fan mình thấy rất là đẹp luôn nè. Cái này là tàu hỏa live fan hả? Không biết là có bạn nào mua chưa ta? Nhưng mà mình thấy giá của nó chát quá à. Rồi cái này muốn đi thì sao ta? Không lẽ là mình sẽ cùng cưỡi tàu hỏa? Với lại game còn tặng thêm một cái mũ rất là dễ thương luôn nè. Wow, và mình thấy là có một bộ mới của live fan. Bộ này sao mình thấy giống con ếch quá à. Lúc trước thì mình đã mua hai bộ của live fan rồi. Bộ này thì mình thấy là cũng được tặng cần câu á, nhưng mà nó cũng rất là đắt luôn. Ok, bây giờ thì các bạn hãy theo chân mình nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận được búa của trong Minecraft. Đầu tiên thì cái phần đỏ, các bạn hãy bấm qua cái phần trang phục. Ở đây thì mình thấy là có rất là nhiều trang phục để các bạn có thể đào và các bạn có thể đổi được luôn á. Trời ơi, mình thấy còn có cả xe nữa. Nếu mà các bạn chăm chỉ đào thì các bạn có thể nhận được xe rất là nhanh luôn. Với lại bình thường mình thấy là mua mấy chiếc xe này á, nó rất là đắt luôn và để dành rất là lâu. Nhưng mà bây giờ các bạn lại có thể nhận miễn phí nó luôn rồi, chỉ cần có thời gian thôi là được. Và cuối cùng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận cuốc chim trong Minecraft nha. Các bạn bấm vào phần trang phục và các bạn kéo đến cuối cùng là sẽ thấy thôi. Bây giờ thì các bạn phải đáp ứng đủ 4 cái điều kiện, đó chính là 4 cái vật liệu thì các bạn mới có thể nhận được cây cuốc này. Bây giờ thì mình còn thiếu 3 cái vật liệu, và trong 3 cái vật liệu đó thì 2 cái mình có thể vào cửa hàng nội thất và mua được á. Các bạn có thể vào điện thoại và vào cửa hàng nội thất để mua nha. Mình thấy là cái cách này nó rất là tiện luôn, không cần phải đi đào hay là gì hết. Và tiếp theo thì các bạn hãy bấm vào cái phần khói cơ bản. Ở đây thì sẽ có rất là nhiều khói ưu vuông, và các bạn chọn giống cái khói mà cái điều kiện mà nó đưa ra nha. Đầu tiên thì mình sẽ mua khói xanh dương nè, sau rồi tiếp theo mình sẽ mua cái khói màu nâu này. Ok, vậy là được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ vào cái phần chế tạo và mình sẽ vào phần trang phục. Thì mình sẽ còn thiếu một cái viên đá màu xanh dương nữa thì phải. Đúng rồi, mình đã full hết 3 cái rồi. Và cái viên đá màu xanh dương thì mình sẽ nhận ở trong cái phần mà đào đá. Mình nghĩ là nó là cái cục mà có cái nền màu tím, cho nên là rất là khó để có thể đào được đây. Và nó còn khó hơn cả cục màu xanh lá nữa đó các bạn. Nếu mà các bạn muốn đi tìm những cái cục mà màu tím thì mình nghĩ là các bạn nên ưu tiên đào những cái cục đá mà to nhất. Và những cục đá nhỏ như thế này thì nó sẽ chỉ xuất hiện những cái viên mà bình thường thôi. Nhưng mà những viên to thì mình thấy là rất là khó để bắt gặp. Hên thì sẽ bắt gặp được 2-3 viên trong cùng một thành phố. Và khi mà các bạn cảm thấy là trời bỗng dưng tối lại và màn hình của các bạn rung lên thì có nghĩa là cái viên đá đó đã được xuất hiện đó. Trời ơi, mình cảm nhận được là mình đào mấy cái viên to á, cái sự xuất hiện của viên màu xanh lá nó còn nhiều hơn là viên màu xanh dương nữa. Mình cảm thấy như là cái viên màu xanh dương nó cực kỳ hiếm luôn. Wow, ở dưới đây quá trời viên đá nhỏ luôn nè, nhưng mà mình đâu có cần tìm đâu. Cái viên này hình như nó là thiên thạch thì phải. Và mình thấy là cái vị trí mà thiên thạch thường xuất hiện ở trong plaza, nó chính là bãi biển nè, và biển sâu, rồi ngay trung tâm plaza nữa. Còn ở trong khu thành phố mới, mình thấy là nó xuất hiện thường xuyên ở những khu mà đất trống á. Nhưng mà nó có thể xuất hiện ở trước cửa bệnh viện nè, cũng có thể xuất hiện ở sân đá banh nữa. Trời ơi, đào mỏi tay quá. Nhưng mà không biết là game bây giờ còn có cho auto đào không ta. Lúc trước mình đào kho báo là mình toàn dùng auto thôi, nhưng mà bây giờ thì không biết là game có còn cho không nữa. Lỡ mà mình sử dụng auto một cái rồi game phá nick mình là xong luôn, khóc 10.000 dòng xong. Với lại đi tìm thiên thạch rơi á thì mình thích nhất là đào một mình thôi, tại vì đào một mình thì cái tỷ lệ rơi đá nó nhiều hơn, và cái tỷ lệ rơi đá hiếm thì nó cũng cao hơn nữa. Nhưng mà nhiều người cùng đào thì mình đâu có thể đuổi người ta ra được đâu, nên là phải chịu thôi. Ú là trời, hồi nãy giờ mình đào cực kỳ nhiều luôn rồi đó, nhưng mà mình chưa có ra viên màu xanh dương nữa. Là sao đi trời, mình thấy nãy mấy bạn có cây cuốc Minecraft ghê. Ok, các bạn chỉ cần làm theo mình hướng dẫn thôi là có thể nhận được cây cuốc của Minecraft nha. Vì mình thấy là có rất là nhiều bạn hỏi luôn, nên là mình đã làm video và hướng dẫn các bạn nè. Nhưng mà mình còn chưa nhận được nữa, thật là xui ghê. Không phải là mình chỉ sai đâu, mà là nhân phẩm của mình rất là xui luôn đó. Và những bạn nào mà đã có cuốc của Minecraft rồi thì các bạn hãy bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nếu các bạn thích video của mình thì các bạn hãy cho mình một like và một lượt đăng ký để ủng hộ mình nhé. Đừng quên bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ không có các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye.